BDR12 nha, 12 nghĩa là 12 inch. Đây là cái đường tín hiệu đầu vào. Dây nguồn hai lỗ thông hơi. Với cấu hình hai lỗ thông hơi thì các bác có chơi thoải mái những phòng 35. Vâng, sau đây em lên sóng con Baragim BR12 bát 30 đánh trước nha các bác. Em này thì về đẹp xuất sắc luôn nha. Và giá là 14.500.000, đã bao gồm phí ship. Nhắc tới dòng Baragim thì nó là một thương hiệu xuất về chất lượng cũng như là sự nổi tiếng từ Mỹ. Nó về thương hiệu và chất lượng âm thanh ở phân khúc thì nó Anh Đức JBL nha các bác. Và giá thành nó rất là cao. Có những model 30 nhưng mà nó lên tới gần 20 triệu đấy các bác. Còn con này giá rất hợp lý. Cái model này là BR12 bắt 30 đánh trước nha. Rất là đẹp, có thấy logo này, còn rất là kem luôn này. Ê, kênh zing theo loa nha các bác. Đấy. Loa đẹp xuất sắc nha. Buông thành sắc cạnh hết nha các bác, buông thành sắc cạnh nha. Không một vết cắn luôn nha các bác, không cắn gì hết luôn nha. Hậu nó rất là sâu, đặc trưng của Baragim, hậu rất là sâu nha, hai lỗ thông hơi. Model này là hai lỗ thông hơi nha. Baragim thì nó rất là trung thành với màu đen, màu đen bằng gỗ như JBL đó, màu đen bằng gỗ nha. Vuông thành sắc cạnh này, bén ngét luôn nha. Hai lỗ thông hơi, hai volume, đường tín hiệu đầu vào. Khi các bác mua những con sub bên em đều được tặng kèm một bộ dây kết nối 3,5 m nha. Con này điện 120 các bác, thì Baragim là một sản phẩm của Mỹ nên là sử dụng điện 120. Các bác cắm 110 hoặc là 120 đều ok. Hai model là BDR12 nha, 12 nghĩa là 12 inch. Đây là cái đường tín hiệu đầu vào. Dây nguồn hai lỗ thông hơi. Với cấu hình hai lỗ thông hơi thì các bác có chơi thoải mái những phòng 35 40 mét vuông trở lại. Thì đặc trưng của dòng Baragim thì nó tiếng nó rất là rộng và uy lực. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, mà hát karaoke thì cũng không thể nào mà thiếu một con sub. Các bác yêu thích Mỹ thì chọn JBL và Baragim. JBL thì giá nó tầm tiền hơn, còn Baragim thì giá thành nó luôn cao hơn. Thì vậy thôi, thì giới thiệu sub. Tại vì E-Kang là E-Kang theo loa, không có giật ra được nha các bác. Chân dinh của nó là chưa có giật ra nha. Rồi bác nào lấy thì alo cho em chiến qua hai số điện thoại phía trên. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Giá 14 năm bao ship, diện khoan độ vẫn bớt 200.000 nha. Vâng, tiếp theo là em giới thiệu con sub đến từ JBL. Rất nổi tiếng của JBL đó là BB12 bát 30 ốp gầm. Thì dòng ốp gầm của JBL nổi tiếng nhờ model là BB12 trước mắt các bác. Nó sử bát 30 nha. Ốp gầm thì cho chúng ta một cái âm bát nó trải hết tất cả các phòng và nó rất là đầy đặn. Đây là con BB12 rất là đẹp nha các bác. Con này em mới về và hiện tại shop chỉ còn một con duy nhất thôi. Là con này đang mới về trong chiều hôm nay em giới thiệu các bác. Tất cả vuông thành sắc cạnh nha. Điện nó là điện 100-120V, hàng Mexico nha. Bắt 30 ốp gầm nha các bác. Đây là phía trên nóc của loa. Khi các bác mua con sub BB12 này đều được tặng kèm một bộ dây kém sub trị giá là 350.000, dây dài 3,5 m canh red của Nhật để các bác kém sub nha. Thì đây là sub điện nha các bác. Sub điện, tại vì chơi gia đình là chơi sub điện, nó không có liên quan gì tới công suất của âm ly hết nha. Nên để các bác dễ hiểu, các bác chỉ cần cắm điện và nó có một bộ phận âm ly bên trong. Các bác chỉ cần kém đường tín hiệu vào là nó hoạt động thôi. Mình sau đó mình vặn to nhỏ. Nó màu đen vân gỗ nha các bác, màu đen vân gỗ nha. Logo JBL là cái bát của nó nha. Bát 30. Đấy. Gân zin theo loa nha các bác, gân zin theo loa. Buông thành sắc cạnh đấy nha các bác. Để em để nó xuống. Đây. Là xốp các bác, gần như theo loa nha, loa tiếng loa rất là đẹp nha các bác. Tiếng loa rất là đẹp. 350W nha. 350W. Hoạt động hoàn hảo, các bác về chỉ việc cắm điện 100 đến 120 mình xài. Mình cắm điện nào nó hoạt động đều ok hết nha. Phía dưới là bốn chân cao su để chống rung. Và phía sau là một lỗ thông hơi phía trước. Bác nào có yêu thích con sub này thì liên hệ cho em. Cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu 2 triệu trở lên em ship hàng. Và giá nó là 13.500.000, bao gồm phí ship tặng kèm bộ dây. Nếu bác nào có dây rồi thì trừ tiền dây ra nha. 13.500.000 được kèm theo bộ dây xịn của Nhật. 350W, 100 đến 120V.
đây là nút nguồn. Đấy. Khi các bác nhận dây về, các bác cắm đường tín hiệu vào hai cái lỗ này. Đây là volume tăng lớn nhỏ, volume chỉnh có silver. Lỗ thông hơi. Đấy. Khung thành sắt cạnh hết nha các bác, lô rất đẹp nha, xuất sắc, lô chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác nào đang có bộ nghi nhạc hát karaoke ở nhà rồi mà chưa có shop thì các bác xem một cái shop về, mình nghi nhạc và hát karaoke nó sẽ sướng hơn, nó hay hơn rất là nhiều. Có shop thì hát nó hòa nhập vào rất là nhanh, cảm thấy giác nó thanh hòa hơn nha các bác. Rồi em giới thiệu con shop RBL BB12 sạc 100, gọi tắt là BB12. Bác nào lấy alo cho em nha.